Chào mọi người đã quay lại với Just Popping Around. Hôm nay chỉ có 3 kiện thôi nhưng mà hơn 10 kg lận mọi người. Bây giờ mình sẽ khui xem bên trong có gì nha. Mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với cái này. Và đây là cái mình mong chờ nhất. Uống nó thôi xong nó nặng. Không được, không ổn. Wow, nhìn xịn. Nhìn xịn ghê. Trời nó tự mở. Ghê, trời ơi, nó tự mở luôn nè mọi người. Ủa là sao? Ủa vậy là sao? Mở sao? Ủa rồi gài sao? Ủa? Không biết làm mọi người ơi. Này là mặt trên hay mặt dưới? Ủa này cái này sao gài? Mua cái thùng xịn cho cốt rồi xong không biết. Mình chỉ gập cái nút này. Đây cái này là gài như thế này, gập lên. Ok. Thùng to quá xíu. Khóa ở trong. Ở trong đây có cái khóa. Ủa, nãy định chỉ vô mất rồi. Đây như thế này đây. Có cái nút ở đâu? Ở đây có cái nút này nhỏ này nè. Xong mình gập nó xuống. Ok. Ủa, rồi đóng lại sao? Bỏ xuống thôi mấy má. Lúa gần chết trời ơi. Thiệt là một con lúa. Ủa mà đóng sao má? Ủa sao nó căng vậy? Tiền nó đọc nó phát của mọi người không? Như thế này. Xong mình để nó vô đan xen chung với nhau như thế này. Xong đọc xuống. Sau này có cái nút ở đây mình chỉ cần đẩy nó lên. Ở dưới này cũng vậy. Đẩy nó xuống. Chèn chèn. Mọi người có một cái thùng không mà trời tối luôn rồi mọi người. Tiếp theo mình... thôi cái này đi. Cái này có vẻ nặng. Nhưng mà nặng nhất trong mấy cái đống đó luôn. Cái này phải lắp ráp lại. Đây là cái gì nè? Cái xe hơi. Không biết nó lần đầu tiên làm chuyện này. Cũng khá là mỏng. Ok, để thử lại cái thôi. Trời ơi, trong cái búa. Xong rồi gắn cái cục này vô. Ok, hiểu rồi. Xong rồi đắp cái này lên. Sắp ra rồi. Ôi, khó vãi luôn. Cái gì kỳ vậy má. Rồi đắp nó xuống. Đúng là phải cầm búa thiệt. Thành vậy rồi. Cái này, nó ở đây. Yeah. Mình gắn nó không sát thôi. Ở tạm thời là vậy đi. Thế cuối cùng mọi người ơi, có lên. Chưa bao giờ bật hộp khổ như vậy luôn á. Đây là cái xe đẩy đi siêu thị. Nay tiền. Nhìn cũng xỉn chắc chắn à. Đập hộp mà lên cơ luôn á. Còn đây là cái bánh xe. nhưng mà nó gói nhìn hơi bị vui ha. Đây, đây mọi người, cái bánh xe. Mình mua bánh xe này là để leo thang được. Xe gắn, bây giờ gắn ở đâu ta? Giờ cầm giày, nếu mà cầm giày thì giày đúng không? Vậy thì phải gắn ở đây, ở đây. Trời ơi, một mình bạn muốn lấy đổi lên rác không vậy trời. Ô, đồ hẹp trong này đây, trời ơi. Bánh xe. Cái này là gì? Trời ơi, có dụng cụ luôn nè. Cà lê, đồ đồ. Mà không biết làm. Giờ gắn sao đây má? Cái này là ở đây đúng không? Yeah, mọi người ơi, mình đã làm được rồi. Tên 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 tên. Sau khi nhờ má giúp đỡ. Nó cũng hơi khó. Hơi khó gắn vô. Tiên tiên. Và mình cũng đã gắn được cái kệ luôn rồi. Tên 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 tên. Thật ra lúc đầu mình định gắn là củ ngang, nhưng mà nó cứ bật ra hoài cho nên là mình gắn củ dọc luôn. Ok. Cái này mình nghĩ nó cũng khá là chắc chắn á. Để đồ nặng cũng được á. Đấy là clip unbox của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tập đây nha. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người.